Wait a minute. Ôi trời ơi. Tèm hát ghê luôn. Chịu chơi như phản xạo Việt, Phan Mỹ Tâm sầm luôn mặt idol lên vai. FC đom đóm của Jack đầu tư hẳn Russell để quảng bá MV. Để thể hiện tình cảm với idol, tặng quà cho idol đã không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, thay vì tặng những món quà như hoa, gấu bông thì rất nhiều fan chơi lớn tặng hẳn những phần quà có giá trị lên tới hàng trăm triệu hay tiền tỷ, hay khắc tên, xăm hoặc cắt tóc có hình thần tượng lên người. Fan Mỹ Tâm. Trên mạng xã hội, một chiếc clip đã quay lại được phản ứng của Mỹ Tâm khi phát hiện fan nữ xăm cả khuôn mặt mình lên trên cánh tay. Theo như clip, tại một buổi gặp gỡ thân mật với fan, có một bạn nữ đã được Mỹ Tâm chú ý và mời lên sân khấu vì một dấu ấn đặc biệt. Được biết, cô nàng fan girl này trước đó đã xăm khuôn mặt của nữ ca sĩ lên bả vai phải như một cách thể hiện tình cảm của mình với thần tượng. Ngay sau khi nhìn thấy hình xăm là mình, Mỹ Tâm không khỏi bất ngờ mà mắt chữ O, một chữ A nhìn cô gái. Nữ ca sĩ liên tục hỏi han bạn nữ rằng xăm nhiều như thế có đau không, thậm chí là không dám chạm lên hình xăm ấy vì sợ sẽ làm bạn nữ không thoải mái. Sau khi nhận được sự cho phép của chính chủ, Mỹ Tâm mới cẩn thận chạm nhẹ lên đường nét khuôn mặt mình được xăm trên vai cô gái. Vừa hiếu kỳ sờ thử, Mỹ Tâm vừa trêu ghẹo. Ví dụ như một người phụ nữ mà đứng dậy xong mình rờ rờ vậy thì mình cũng ngại đúng không các bạn? Nhưng mà tự nhiên có cái khuôn mặt của cô này nên đây cái mình rờ vậy thì tự nhiên mình thấy bình thường. Sở thỏa thích hình xăm, Mỹ Tâm còn hỏi bạn nữ có thích không? Bạn nữ ngay lập tức trả lời, thích ạ. Khiến chủ nhân hit người hãy quên em đi bật cười phấn khích. Cuối cùng, trước khi chia tay cô gái có hình xăm đặc biệt, Mỹ Tâm đã gửi lời chúc kèm một cái ôm ấm áp dành cho fan girl này. FC đom đóm của Jack. Để chào mừng idol sau hơn 1 năm quay lại đường đua âm nhạc, FC đom đóm đã đầu tư hẳn một buổi rap show bằng showbiz 2 tầng kèm banner chào mừng MV mới của Jack. Một rap show quảng bá MV mới của hình thức CD tour kết hợp đồng diễn tại trạm quận 1 của xe bus Hop On Hop Off đã được diễn ra với sự tham gia đầy hào hứng từ FC đom đóm. Được biết, hoạt động này sẽ check-in 22 trạm dừng, sưu tập 22 khoảnh khắc fan tràn đáng yêu nhiệt huyết từ đóm. Kinh phí cho hoạt động này đến từ quá trình donate của fan đã triển khai trước đó vào dịp sinh nhật của Jack. Trước đó, đóm cũng đã tổ chức hoạt động mang một chiếc food truck đến những địa điểm quay hình của ngôi sao cô đơn nhằm tiếp sức thêm cho lần trở lại này của nam ca sĩ sinh năm 1997, Đàm Vĩnh Hưng. Trong một clip mở quà sinh nhật fan tặng, Đàm Vĩnh Hưng đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi phát hiện có một hộp quà toàn tiền mặt ước tính lên tới cả 2,5 tỷ đồng. Happy birthday, mong Hưng luôn vui, hạnh phúc và đầy đủ. Rồi ai vậy? Không hiểu ký tên luôn. Mà chỉ ghi rằng là người đã từng tặng chiếc bánh có con đường rác vàng. Sau khi đọc xong, ông Hoàng Nhạc Việt chia sẻ anh đã biết người đó là ai và gửi lời cảm ơn chân thành tới người này. Ngay sau hộp quà toàn tiền mặt này, Mr. Đàm tiếp tục bị choáng ngợp bởi túi quà khác cũng toàn cọc tiền mặt dày cộp. Chưa dừng lại ở đó, một khán giả đã từng gửi đến nam ca sĩ một cây mai khổng lồ. Theo tiết lộ của giọng ca Xin Lỗi Tình Yêu, cây mai cao khoảng 5m được đặt trong một chậu đắt tiền nên phải nhờ đến sự hỗ trợ của rất nhiều người để vận chuyển. Ông Hoàng Nhạc Việt liên tục trầm trồ: trời ơi, cây mai gì mà nó to, không có chỗ để luôn. Hưng được fan tặng chứ làm gì có tiền mua cây mai mấy trăm triệu. Cây mai mà tôi tưởng cây cổ thụ. Còn bạn có cảm nhận gì về độ chịu chơi của những fan sao Việt này? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.